Chào các bạn, chúng ta lại có mặt tại vườn dược liệu Hải Đăng để tìm hiểu một số cây dược liệu mà vườn dược liệu Hải Đăng đang ươm trồng, nhân giống và cung cấp trên thị trường. Sau đây, vườn dược liệu Hải Đăng xin giới thiệu với các bạn về cây dược liệu Hoài Sơn. Trước mắt các bạn đây là khu vực ươm trồng nhân giống cây dược liệu Hoài Sơn của vườn dược liệu Hải Đăng. Dược liệu Hoài Sơn còn có tên gọi khác là sơn dược, khoai mài, củ mài, chính hoài. Hoài Sơn chính là cây củ mài quen thuộc. Cây này thuộc họ dây leo cuốn, thân nhánh hơi có góc cạnh, màu đỏ hồng. Thường mang những củ nhỏ ở nách lá, dưới củ đơn độc hoặc từng đôi, ăn sâu vào đất đến hàng mét. Hơi phình ở phía gốc, vỏ ngoài có màu nâu xám, thịt mềm màu trắng. Lá mọc so ne hay mọc đối, hình tim, cụm hoa đơn tính gồm các bông khúc khỉu màu vàng. Củ mài mọc khắp nơi ở các vùng rừng núi nước ta, nhưng nhiều nhất là ở các tỉnh Hà Bắc, Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Quảng Ninh. Hiện nay, người dân đã trồng nhiều cây củ mài này và sơ chế làm thuốc. Bộ phận sử dụng làm dược liệu là củ, đào củ vào mùa hè và mùa thu khi cây đã nụi. Chúng ta rửa sạch củ, gọt vỏ, sau đó phơi sấy cho đến khô. Củ Hoài Sơn có vị ngọt tính bình, nhân dân ta thường đào củ mài về cạo sạch vỏ, luộc, xào hay nấu canh để ăn. Có thể dùng ghế cơm để ăn như các loại khoai. Hoài Sơn được dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, dùng chứa một số bệnh như là cơ thể suy nhược, bệnh đường ruột, ỉa chảy, nị lâu ngày, bệnh tiêu khát, di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, viêm tử cung, thận suy, chóng mặt, hoa mắt, ra mồ hôi trộn. Hiện nay, vườn dược liệu Hải Đăng đang áp dụng quy trình kỹ thuật vào việc ươm trồng nhân giống cây Hoài Sơn chất lượng cao. Nếu quý khách có nhu cầu về cây giống thì liên hệ qua số điện thoại 0966 446 329 để đặt hàng. Tại vườn ươm Hải Đăng, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.